Mẫu chuyện 5, bài học về sự công bằng. Ba chiếc ba lô. Trong những ngày sống ở Việt Bắc, mỗi lần bác đi công tác, có hai đồng chí đi cùng. Vì sợ bác mệt, nên hai đồng chí định mang hộ ba lô cho bác, nhưng bác nói: Đi đường rừng, leo núi ai mà chẳng mệt, tập trung đồ vật cho một người mang đi thì người đó càng chóng mệt. Cứ phân ra mỗi người mang một ít khi mọi thứ đã được phân ra cho vào ba ba lô rồi bác còn hỏi thêm các chú đã chia đều rồi chứ hai đồng chí trả lời thưa bác rồi ạ à, ba người lên đường qua một chặng mọi người dừng chân bác đến chỗ đồng chí bên cạnh xách chiếc ba lô lên tại sao ba lô của chú nặng mà bác lại nhẹ sau đó bác mở cả ba chiếc ba lô ra xem thì thấy ba lô của bác nhẹ nhất chỉ có chăn màng bác không đồng ý và